Sởn gai ốc chuyện thai nhi báo thù cho mẹ Chị hỏi thiệt mày nha Đi phủ đám tang nhiều như vậy Mày thấy ma bao giờ chưa? Bất chợt chị Nhung nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi Nãy giờ ngồi trong quán Hai chị em tán dốc nhăn cụi Tự dưng chị đổi đề tài Vốn nhóm chúng tôi hay tham gia những việc thiện nguyện phụ giúp những gia đình neo đơn có người thân qua đời không lo nổi ma chay nghe chị hỏi tôi đáp luôn em mong còn không gặp đây người ta có về thì về gặp người thân của họ chứ gặp em làm gì vừa phì phèo điếu thuốc chị hỏi tiếp vậy mày có tin là có ma không tin chứ chẳng có gì là không có hết á chị nhấp một ngụm cà phê, rít thêm một hơi thuốc có vẻ để lấy thêm tinh thần, rồi chị hạ giọng nói với tôi, "Để chị kể nghe chuyện cuộc đời chị cho mày nghe. Nó là vết sẹo lúc nào cũng đau đớn nhức nhối trong lòng chị. Chị Nhung lớn hơn tôi 7 tám tuổi, đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng." nghe nhóm đi từ thiện ở đâu là hăng hái đi liền còn tôi thì tôi nhỏ nhất trong nhóm thiện nguyện đa số là các cô các chú đã lớn tuổi thêm mấy anh chị cũng đều lớn hơn tôi vì chung một nhóm bao nhiêu lần đi làm từ thiện với nhau nên tôi quen biết chị rồi ngày càng thân nhau hơn như là chị em trong nhà vậy chị bắt đầu kể Đời chị quá là một chuỗi đau khổ nối đuôi nhau em ơi Có lẽ chị được sinh ra kiếp này là để trả nghiệp Đền tội cho những cái quả báo kiếp trước vậy Gia đình chị, người Việt gốc qua Sau năm 75 khi mà chị mới sinh ra được mấy tháng Thì ba mẹ chị đi vượt biên Gửi chị cho một bà dì họ Hàng tháng ba mẹ gửi tiền về cho bà dì nuôi chị Chị không biết là ba mẹ gửi về bao nhiêu Nhưng mà chị sống chị rất khổ Ngày ngày đều là cơm chan nước mắt Gia đình họ, người này thay phiên người kia Mắng chửi đánh đập chị Mỗi lúc họ buồn, mỗi khi họ hết tiền Chị biết thân biết phận nên chị rất là ngoan Rất giỏi phụ giúp trong mọi việc Trong nhà ha, có một bà chị họ lớn hơn chị 2 tuổi chỉ riêng bà chị ấy là thường đứng ra bảo vệ chị mỗi khi chị bị ăn hiếp. Vậy nên hai chị em rất là thân. Năm đó chị lên lớp 9. Một hôm thì chị ấy bảo là hôm nay là sinh nhật của chị, mày mặc đồ thiệt đẹp nha, tối chị về chị chở mày đi chơi. Chị thì chị cũng háo hức lắm, vì có mấy khi được đi ra ngoài đường chơi đâu. Tối đó cả đám ăn uống xong, Rủ nhau đi karaoke, hát hò, rồi lại rủ nhau đi khách sạn. Chị nào có biết gì, người ta chở đi đâu thì chỉ đi đó thôi. Vào trong khách sạn, cả đám bày bồ đà hàng trắng ra hít. Có đứa rủ chị hít. Cái này thì chị biết, nên chị từ chối thẳng thừng. Chị chỉ ngồi uống nước và nhìn họ phê thuốc với nhau. Chẳng hiểu làm sao mà chị thấy buồn ngủ kinh khủng. Rồi chị ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay Sáng dậy chị thấy toàn thân mình đau nhất Người không một mảnh giải che thân Nhìn quanh là thấy đám bạn của bà chị họ đang còn nằm ngủ la liệt Hiểu ra số phận của mình Chị đau lớn Ôm thân mình ngồi khóc tức tưởi Sau đó bà chị họ kia bà chở chị về nhà Trước khi về kìa không quên hăm dọa chị một trận Dặn là không được nói cho ai biết Bằng không sẽ bị đánh, bị đuổi học Khi ấy chị còn nhỏ dại Chị sợ, rất sợ bị đuổi học Vì chỉ có lúc đi học Mới có cái cớ ra khỏi cái nhà Mà giống như nhà tù, nhà ngục đó Thế nên chị cũng đành ngậm đắng nuốt cây mà im lặng Từ ngày đó chị cũng trở nên bất cần cứng đầu cứng cổ, chị Như muốn nổi loạn. Trước người ta đánh chị còn gian xin, nay chị kệ, muốn đánh bao nhiêu thì đánh, chị cứ trơ ra. Cuối năm lớp 9 cũng là thời gian ba mẹ chị về lại Việt Nam, chị được ba mẹ đón về nhà, và không bao lâu, ba mẹ chị cũng phát hiện ra là cái bụng con gái mình to một cách bất thường. Mẹ chị dẫn chị vào bệnh viện từ vũ khám Bác sĩ mới nói là thai được 20 tuần tuổi rồi Và rồi chị bị đánh một trận thê thảm Bị chửi là cái đồ hư hỏng Bà mẹ gặn hỏi chị cha đứa trẻ là ai Đến nước này thì chị chẳng cần giấu giếm gì cả Vừa khóc vừa tuôn hết mọi chuyện ra Lập tức bà chị họ kia bị nắm đầu lại Hỏi đầu đuôi cho ra lẽ Lúc này chị mới đau đớn nhận ra Người chị họ mà chị yêu thương, tin tưởng Người mà lúc nào cũng bảo vệ chị Lại chính là người hại chị thê thảm nhất Quá ra là bồ của chị đòi chia tay Chẳng biết vì sao chị ta lại lụy tình đến vậy Giang sinh đủ kiểu để hắn đừng có bỏ chị Thế là cái tên nham hiểm ấy vẽ ra một kế hoạch bẩn thiểu đòi chị ta phải đáp ứng ấy vậy mà bà chị họ kia cũng đồng ý chị ta cam tâm bỏ thuốc ngủ vào ly nước của chị dâng chị cho bồ của chị ta và đám bạn thay phiên nhau cưỡng hiếp thực sự khi ba mẹ hỏi cha của đứa bé chị cũng không biết con chị là của tên nào trong đám đó nữa chị không muốn bỏ nhưng mẹ chị ép chị phải phá bằng mọi giá mẹ chị đưa chị vào từ vũ để bỏ đứa bé ấy đi nhưng bác sĩ nói thai lớn quá không có bỏ được bà lại dẫn chị ra phòng khám tư rồi bà năn nỉ mãi người ta mới chấp nhận cho chị uống thuốc kích sinh non chị vừa tuổi vừa đau nhưng mẹ ép quá nên phải nghe lời đau quằn quại hai ngày trời chị mới sinh ra một cái thai nam đã tím tái mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. Ba năm sau, chị học lớp 12, kinh tế gia đình trở nên xa xúc. Ngày ba mẹ chị mới về Việt Nam, kinh tế rất vững, có thể nói là giàu số 1, số 2 trong cộng đồng người qua chỗ chị ở. Nay vì mẹ cứ đau bệnh triền miên, hết bệnh viện này tới phòng khám khác, Thuốc thang tốn kém kiểu gì cũng đã thử Nhưng bệnh cứ trơ ra Không thể khỏi Tiền hết Bà mẹ chị bán đất Bán nhà Bán hết cả tài sản Để mẹ chị ra nước ngoài chữa trị Rồi thì cũng không thấy bệnh tình thuyên giảm chút nào Một ngày Sau khi chị đi lễ ở nhà thờ Ba Chuông Về Nhà thờ Ba Chuông nằm trên đường Lê Văn Sĩ Ở Phú Nhuận, đang ngồi ăn bánh ướt ở quán thì có một cô gần đó cứ nhìn chị với một ánh mắt dò xét cuối cùng cô lại gần người cổ hỏi con có anh chị em gì chết trẻ không chị mới trả lời không cô con là con một cô ấy bảo vậy thì chị phải đi qua quận 3 nhà cô đó địa chỉ đó nhờ người ta gọi hồn coi sao vì cô ấy thấy có dòng linh đứa bé Cứ đi theo chị Chị cũng bán tính bán nghi Nhưng tò mò Nên cũng đi một chuyến xem sao Đến nơi Sau đủ các thứ nghi lễ gọi hồn Gọi mãi một lúc sau Cô kia tự nhiên rùng mình Rồi khóc que que như trẻ con Rồi vừa miếu máu vừa kể lễ Con thương mẹ lắm nhưng con ghét bà ngoại Bà ngoại không cho con ra đời gặp mẹ Nghe tới đây Bao nhiêu tuổi hờn Chuyện năm ấy ùa về Tự nhiên chị cũng hòa khóc lên Đứa bé cứ thúc thích khóc Giọng nói ngọng nghịu Không nói được trọn dành rõ tiếng Nó kể lúc người ta lôi nó ra ngoài Họ lấy cái kìm Kẹp đúng vào cái miệng Rồi lôi nó ra làm nó bị rách cái miệng rồi nó kể nó về tìm bà ngoại người khi xưa quyết đòi giết nó để mà báo thù ngày thì nó cưỡi lên đầu nắm tóc bà ngoại ghì xuống mà đạp mà hành đêm thì nó phá không cho bà ngoại ngủ đó là lý do vì sao mà mẹ chỉ đau đầu quằn quại đau cổ nhức dai mất ngủ mà khám thì lại không ra bệnh gì đến lúc tán gia bại sản vì chạy chữa cũng không thể khỏi nó còn bảo con trả thù cho mẹ rồi đó đứa hại mẹ con cho nó treo cổ chết tươi rồi chị giật nảy mình chị không biết nó nói thiệt hay là con nít nó nói chơi rồi chị tạm biệt nó hẹn nó một ngày gần nhất lại gọi lên gặp để nói chuyện về nhà chuyện nó nói làm chị đứng ngồi không yên chị liền tìm đến nhà bà dì để hỏi thăm chị hận họ thấu xương nên không muốn nghe một chút tin tức gì của họ nữa kể từ ngày mà mẹ chị đón chị về nhà chưa một lần chị quay lại căn nhà ám ảnh ấy chị hỏi ra mới biết đúng thiệt bà chị họ kia đã treo cổ tự tử chết cũng được mấy tháng rồi chị lập tức về nhà kể lại cho mẹ chị nghe mẹ chị cũng bán tính bán nghi. Gia đình theo đạo công giáo nên không có tin những cái chuyện kiểu như vậy. Nhưng trước những chứng cứ sờ sờ, cũng đồng ý theo chị đi gọi hồn. Sau những nghi lễ như lần trước, thằng bé lên, nhập vào người ta, liền vừa khóc vừa sổ ra một tràng những cái lời tủi hận. Nó kể lễ, trách móc, quán hờn mẹ chị đủ điều con ghét bà ngoại lắm Con không thương bà ngoại đâu Mẹ chị cũng khóc lóc nức nở Tới lúc này Nghe những điều nó kể về chuyện năm xưa Thì bà mới tin Bà Giang xin thằng bé Xin con hãy hiểu cho ngoại Lúc đó mẹ con còn nhỏ quá Nó mới học lớp 9 Tương lai của nó sẽ ra sao Bà ngoại cũng là bắt đắc dĩ Mới phải làm như vậy Xin con nếu con thương mẹ thì cũng hãy hiểu và thông cảm cho bà ngoại mẹ chị phải hứa là rước nó về đem lên nhà thờ đàng hoàng mãi nó mới chịu tha thứ cho cũng qua bao năm rồi nhưng chị vẫn bị ám ảnh mãi nên đó giờ nhiều năm chị chẳng quen được ai chị sống gần như là bất cần đời vậy thời gian rảnh chị đều đi làm thiện nguyện có vậy trong lòng mới tìm được một chút niềm vui đó cuộc đời chị non vậy đó tôi lặng người nghe hết câu chuyện của chị tâm càng như thắt lại không nói được lời nào chị rít một hơi thuốc lá rồi nhìn ra xa từ từ nhả ra những sợi khói xám xịt xám như cuộc đời chị vậy Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông Thành Đạt Media, vui lầu không sao chép với mọi hình thức. Ân nghĩa tiền kiếp, thành duyên mẹ con hiện tại. Tôi có quen một bạn nữ học cùng hiện đang sống ở nước ngoài. Cô năm nay khoảng 30 tuổi. Cách đây 2 năm, lúc cô thường vào trang Facebook để đọc những bài cương nhân quả. Cô tâm sự với tôi em đến với phật pháp do một duyên tình cờ xuất phát từ mẹ em chuyện cũng kỳ lạ lắm để em kể chị nghe câu chuyện này tôi đã kể cho nhiều bạn đạo nghe khá lâu rồi nhưng chưa có dịp ghi lại hôm nay có một bạn nhắc tôi hãy ghi lại để cho nhiều người được biết câu chuyện như thế này cô bạn tên vân tên này đã được thay đổi vì lý do tế nhị, sống ở miền Tây, là con gái út trong một gia đình đông anh em, gia cảnh cũng bình thường. 12 tuổi cô đã nghỉ học ở nhà, xin đi làm thuê để kiếm tiền phụ cha mẹ. Tuy là con út nhưng cô không được mẹ yêu thương như các anh chị lớn. Đi làm bao nhiêu tiền cô đem về đưa hết cho mẹ. Mẹ cô lúc nào gặp cô cũng hỏi tiền, tiền tiền. Nhưng bà lại mê vé số, số đề nên tiêu tốn hết vào đó. Ít bao giờ bà hỏi con gái thế nào, hoặc thể hiện những cử chỉ chăm sóc thương yêu. Bản thân cô cũng thương mẹ nên không dám ăn xài mà chỉ sáng dành dụm gửi cho mẹ. Cô chỉ biết rằng cô rất thương mẹ. Đến năm 18 tuổi, mẹ gả cô cho một người đài loan qua mai mối và nhận được một số tiền lớn cô cũng không hề phản đối hoàn toàn để cho mẹ quyết định may mắn cho cô gặp được gia đình tốt người chồng cũng hiền lành và thương yêu cô qua tới đài loan một thời gian thì có công việc làm và sinh em bé lại để dành tiền và gửi tiền về cho mẹ bảo lãnh mẹ sang chơi nhưng hầu như mẹ cô không hề nghĩ tới công sức của con gái mà lúc nào nghĩ cô cũng là kho tiền để bà mua sắm ăn xài trả nợ thấy mẹ bao giờ cũng vòi tiền mà chưa bao giờ thương mình nên sau một lần cuối cô giận quá tuyên bố sẽ không quay về việt nam gặp mẹ nữa tuyên bố xong cô bệnh một trận thừa sống thiếu chết nằm liệt giường cả gia đình chồng lo lắng thỉnh tượng quan âm về thờ và khấn cho cô mau hết bệnh cô nằm bệnh mà ngày nào cũng khóc vì giận mẹ hận mẹ không quan tâm mình ngày nào cô cũng lết qua nơi thờ quan âm và khóc bồ tát ơi hồi nhỏ đến giờ con toàn phải làm việc và đưa hết tiền cho mẹ thậm chí con không dám xài con đối với mẹ hết lòng tại sao mẹ không thương yêu con tại sao tại sao chứ con cũng là con ruột của mẹ mà. Cứ đau khổ nhiều ngày thành ra cô tâm bệnh. Và cũng do tâm đau khổ bức bách mà ngày ngày đều khấn quan thế âm Bồ Tát. Nên có một đêm cô nằm chim bao, một giấc chim bao kỳ lạ. Trong một kiếp sống nào đó, cô thấy mình là một con thú nhỏ, đang sắp bị một con thú lớn ăn thịt. Ngay lúc cô đang hoảng sợ, tìm khách bỏ trốn thì mẹ cô xuất hiện. Bà đã giúp cô thoát chết, rồi thả cho cô đi. Trước khi đi, cô còn chắp tay xá bà và tri ân hẹn ngày báo đáp. Giật mình tỉnh lại, cô nhận ra nhân kiếp trước. Không có gì không liên quan đến nhân quả. Món nợ mẹ từ kiếp xưa và bây giờ đủ duyên để cô báo đáp. Tự nhiên tròn tỉnh và bệnh cô cũng dần dần tự hết cô không thấy oán hận mẹ nữa mà hiểu ra cho dù mẹ đối xử với cô thế nào nhưng cô vẫn yêu thương mẹ hết lòng vì bà là do nợ ân tình kiếp trước sau sự việc trên cô bắt đầu hướng về phật pháp cô tin sâu nhân quả cố gắng tu học tích thiện làm lành niệm phật cầu sanh tây phương cô bảo chị à nhân quả là không sai nếu không nhờ quan thế âm Bồ Tát cho em thấy, thì có lẽ cả đời này em mang tội bất hiếu vì oán hận mẹ mình. Trong khi đó, bà lại từng là ân nhân cứu em. Em thật may mắn, nhờ Phật Pháp em mới biết được điều này chị ạ. À. Giờ khuyên được bà bao nhiêu thì ráng khuyên. Giúp được bà hay không giúp được thì thôi, chứ không nên sinh tâm oán ghét câu chuyện này là có thật hôm nay tôi muốn ghi lại là vì muốn chia sẻ cùng các liên hữu đồng tu rằng có những nghịch cảnh có những người thân hoặc người bạn đối với chúng ta rất là đáng ghét nhưng vì sao mình vẫn thương họ vẫn chịu theo ý muốn của họ đó là vì trong kiếp sống xa xưa ta đã từng tạo ác nghiệp hoặc nợ họ cái gì đó không có cái gì không rời khỏi nhân quả nếu chúng ta không biết việc này chúng ta sẽ tự làm mình khổ rồi đem cái ân biến thành oán thành oan gia thì đến đời nào mình mới trả xong nổi đây nếu bạn có tiền có tài sản có quyền có địa vị trong xã hội mà bạn tạo ác nghiệp thì bạn có thể tránh được pháp luật thế gian nhưng bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi luật nhân quả đó là thật không phải bịa xa hù dọa bạn gì cả. Bạn không tin thì chính bản thân bạn chịu thiệt thòi mà thôi. Muốn biết nhân đời trước, xem quả nhận đời này. Muốn biết quả đời sau, xét nhân gieo hiện tại. Xin hãy thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông TD Media. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức nhân quả ở đời trùng trùng duyên khởi thể hiện ở ba phạm trù thời gian là hiện báo sanh báo và hậu báo bởi vậy tạo việc lành không chỉ để hóa giải những nghiệp đã gây ra từ kiếp trước mà còn để lại duyên lành cho kiếp sau mỗi người mỗi người nên để tâm ghi nhớ để tự săn dạy mình và tự mình hoàn thiện chính mình phật nói tất cả chúng sinh đều có phật tính đều có thể làm phật chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc biển khổ vô biên quay đầu là bờ buông giao đồ tể lập tức thành phật đại nghịch bất hiếu một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách tự viện ngũ Đài Sơn, có hai mươi mấy người chờ đợi được thỉnh giáo hòa thượng Diệu Pháp. Những người này đến từ trời Nam, đất Bắc, luân phiên nhau hỏi, mà vị sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên, dù nặng nề đến mấy, thì Ngài đều giải thích hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy hiệu quả ngay, lây người tỉnh mạnh, khiến cho mọi người cảm giác như được uống cam lộ, pháp hỷ tràn trề sung mãn. Bạch sư phụ, con từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh. Ba năm trước, con bị bệnh nặng, sau đó toàn thân phát đau đớn, bệnh hành hạ con, đến ăn uống chẳng vô, ngủ cũng chẳng được, tứ chi bại hoải, không còn sức lực thống khổ vô cùng các bệnh viện lớn ở đài loan có chẩn khám nhưng không tìm ra bệnh họ chỉ nói là con bị thần kinh thực vật bị rối loạn con đã tiêm châm uống đủ thuốc nhưng thảy đều vô hiệu mà uống thuốc nhiều còn bị tác dụng phụ nữa thân thể con ngày càng suy lần này con đến bắc kinh khám họ cũng chẩn đoán nó giống y như bên đài loan vậy không ai tìm ra nguyên nhân của bệnh. Con chán nản lắm rồi. Trước khi về Đài Loan, con muốn đến ngũ Đài Sơn bái Bồ Tát. Vừa rồi nghe một lão tiên sinh đi cùng xe, luôn miệng tán tháng ngài. Nếu như mà ngài có thể chữa bệnh cho, thì dù có tốn bao nhiêu tiền, con cũng trả hết. Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngũ quan, tuy đoan chính, nhưng sắc mặt rất âm u tự anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám so với các thiện chúng đang ngồi tại đây thì rất tương phản âm thanh sư phụ không cao nhưng đầy nghiêm nghị lạnh nhạt ngài nói anh chẳng phải đồ đệ ta không cần phải gọi ta là sư phụ ta cũng không phải là đại phu không có khám bệnh càng không dám lấy tiền của anh anh hãy đi về và thỉnh các vị cao minh khác đi Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi đó rất ngạc nhiên. Xưa nay, ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này, tôi quên mất tên họ anh ta là gì. Cảm thấy mất mặt, gương mặt xám vàng của anh ta bỗng đỏ phừng lên. Anh tức giận nói, nhà Phật không phải chuyên rao giảng từ bi hay sao? Lý do nào ông có thể khám cho người khác mà không chịu khám cho tôi? lại còn muốn đuổi tôi nữa trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông sư phụ sắc lạnh thật nghiêm ngay cả cha mẹ sinh thần dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta câu nói này khiến anh ta lập tức giống hệt bị quả bóng xì hơi anh ta sững sờ mắt mở to kinh ngạc sắc mặt từ đỏ phần chuyển sang tái nhợt không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao sao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh Dũng nhặn thưa. Ngài, làm sao biết việc của con? Trong đây không có ai quen biết con hết mà. Ta đâu cần người khác mắt, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng bốn chữ ngộ nghịch bất hiếu, rất to kìa. Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi xuống nhìn, phòng ngực của mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh, cũng tìm tòi soi mói nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này, anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sập xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, sung rẩy khẩn cầu sư phụ cứu anh. Anh kể mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp đánh nhau chửi rủa thiên hạ anh đều phạm qua anh không nghe lời cha mẹ dạy sau đó bị trường học đuổi học anh lang thang trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen anh chuyên thu tiền bảo kê gạt lừa con gái cướp bóc không chuyện ác nào mà không làm cha anh tức giận đánh anh thì bị anh đánh trả lại nên cha anh ngã nhào trên đất anh còn xô té luôn mẹ và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa thiêu trụi nhà phụ thân anh tuổi cao giận quá sinh bệnh nằm liệt giường mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc anh lại sợ anh ở ngoài tạo gieo ác cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời anh ta quỳ hướng về hòa thượng diệu pháp khai báo những hành vi tàn ác đã qua của mình khi kể đến song thân tạ thế thì anh không ngăn được nghẹn ngào bật khóc to. thế là một khối đá cứng cỏi ương bướng khó điều phục đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm dũng phải mập đầu phụ phục. trong lòng tôi hết sức cảm thán. xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt của sư phụ cũng giống như có chữ viết trên thân của họ. ngài đều nhìn thấu hết. Được rồi, đứng dậy đi. Hòa thượng dịu dàng nói. Nếu đã kêu ta là sư phụ, thì phải nghe lời dạy của ta, có làm được hay không? Anh ta vui mừng nói ly lịa. Dạ được, dạ được, con làm nổi mà. Con nhất định sẽ sửa lỗi, hối cải Nguyện làm người tốt kể từ đây. Được rồi, ta thu nhận con làm đệ tử. Anh ta sung sướng dập đầu ly lịa người tại kháng phòng cũng xôn xao đứng dậy, thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động, nên hoan hỷ tán thán không thôi. Hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ, hãy dẫn y lên chánh điện, dạy hắn khách lễ bái sám hối, để hắn lại ngàn lại tài đại điện, bao giờ tạ xong tội, xong hãy trở ra. Sau một tiếng rưỡi, lúc anh Đài Loan ấy trở ra, hướng sư phụ đảnh lễ, thì trong anh đã thần thanh khí sáng linh hoạt tươi tắn hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu anh tự kể là anh đã phát nguyện trước phật từ đây quy y phật môn sửa lỗi hướng thiện về sau khi phát nguyện thì anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái dường như bệnh tật đã lành tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt trước mắt mọi người anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngộ nghịch bị trời đất khiển trách phải cưu mang hình phạt lãnh báo hiện tiền bệnh tật truyền biên may gặp minh sư hóa độ mới biết sám hối tỉnh ngộ tẩy tâm đổi mặt đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng trong từng kinh đã nói phật là vị đại y vương chân chính phật pháp có thể trị bốn vạn tám ngàn bệnh tôi một lần nữa lại được chứng kiến uy lực Phật Pháp vô cùng. Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Chỉ cần chúng ta bình thường sống, không cậu thả mảy tơ, thì sinh hoạt hàng ngày thường đối với Pháp luôn tương ưng và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm, miệt thị, Phật giáo là mê tín vậy. hai người trở lại hại mình. Thuở xưa, trong hàng bà La Môn, có một người chăm phụ đương lúc tuổi còn xuân xanh, sắc duyên đầm thắm, mà trong lòng đã mang một khối tình rất lai láng. Mặc dầu nàng đã có chồng, nhưng thường có tính lẳng lơ. Vì thế hàng ngày mơ tưởng việc ngoài tình. Tuy cái một tưởng của nàng muốn như vậy, nhưng ngặt vì trong nhà còn mẹ chồng nên nàng còn kiên nể và phải đè nén lòng dục vọng của mình một hôm nàng liền nghĩ ra một mưu kế rất hiểm độc Bên ngoài thì nàng thường giả mượn điều hiếu thảo mà đối với mẹ chồng nên hàng ngày thường lo sắm những thức ngon vật lạ cho bà ăn uống nhưng trong lòng chờ cơ hội để hại bà người chồng của nàng thấy vậy thì có ý mừng thầm và nghĩ rằng ngày nay mẹ ta đã tuổi cao sức yếu mà lại may mắn gặp được một người vợ hiền biết lo hết bổn phận làm dâu mà chăm sóc mẹ ta được ăn no ngủ khỏe trong khi đầu bạc da nhăn như vậy thật là một điều hết sức vui mừng người dâm phụ biết chồng đã lầm kế mình rồi bèn thừa cơ nói với chồng rằng thưa chàng tuy thiếp đã hết lòng nuôi dưỡng mẹ như thế nhưng sự ấy chẳng qua là điều ở thế gian mà thôi nên sự hiếu dưỡng cũng chưa lấy gì đáng gọi là mỹ mãn cho lắm vậy chàng cũng nên tìm một phương pháp chi khác đặng hóa sanh độ tử cho mẹ được siêu thoát linh hồn và được vãng sanh về cõi trời mà hưởng những hạnh phúc thần tiên thì chúng ta mới trọn đạo làm con. Chớ những vật chất ở đời này cũng chỉ là giả dối trong lúc còn sống mà thôi. Người chồng nghe vợ nói những lời tha thiết như thế, liền đáp rằng, nếu chúng ta muốn cho mẹ được mau siêu thăng lên cõi trời, thì chỉ có một pháp của đạo bà La Môn là phải dùng hầm chất củi mà đốt mẹ. Nhưng ta không nỡ làm như vậy. Người dâm phụ nghe chồng đáp Thì biết đã trúng kế của mình Nên nói thêm rằng Phải lắm Trong đạo hạnh của mình Đã có pháp giải thoát siêu thăng như vậy Thì chúng ta cũng nên thi hành liền Đặng cho mẹ được lên chốn thiên đường Hưởng lọc trời Mà chúng ta cũng đền đáp được ân sanh thành nữa Nghe qua mấy lời của vợ Người chồng liền tin Chứ chẳng ngờ vợ suối đất làm như thế là có ý quyết hại mẹ mình Nên chàng ra ngoài đồng ruộng Đào một cái hầm rất lớn Mà lại rất sâu Và chở cuối đem đến chất dưới hầm Rồi đốt lửa hừng lên đỏ lợm Đoàn chàng lại lập một tiệc ở gần cái hầm Rồi trở về nhà dẫn mẹ ra đó Đứng làm chủ tiệc Và mời cả thấy những bà con tân khách Cùng các chúng bà La Môn đến dự và uống rượu nghe đờn. Sau khi yến tiệc vừa xong, các tân khách đều lui về nhà. Hai vợ chồng người chăm phụ bèn dẫn mẹ ra mé hầm xem, rồi thình lình xô mẹ xuống hầm. Người vợ tưởng chắc rằng xác thịt của mẹ chồng đã tiêu ra tro rồi, còn người chồng lại tin rằng mẹ mình đã tiêu diêu tự tại nơi cõi trời, nên dắt nhau trở về nhà. Ngờ đâu trong hầm ấy lại có một khoảng trống không có lửa Khiến bà sa vào đó Và chẳng có điều gì hại đến tánh mạng Nên bà có thể tìm đường chui ra được Khi bà ra khỏi chốn hiểm nguy rồi Thì trời đã về khuya Bốn bề tĩnh mịch Bà lần mò theo đường cũ trở về nhà Nhưng vì đường xa mà trời lại tối đen như mực Bà mới gắn leo vào lên một nhành cây to và rậm để ẩn thân. Trong khi bà ngồi trên cây, bỗng đầu có một lũ trộm vừa đến nghỉ tại dưới gốc. Bà liền tặng hắn một tiếng lớn. Bọn trộm hoảng kinh lật đật bỏ chạy tứ tán. Để lại những đồ của chúng nó đã lấy của người. Đến khi trời vừa tảng sáng, bà liền leo xuống thì thấy những đồ châu báu và bạc tiền đầy dưới gốc nên bà lựa những món đồ quý giá, vàng bạc ngọc ngà, xuyến bông tai, rồi lựa làm một trong bốn vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Ngài với hành nguyện từ bi, cứu khổ cứu nạn, sẵn sàng cứu vớt tất cả mọi chúng sanh, nếu niệm danh hiệu của Ngài và quan âm Bồ Tát, thường đứng cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát, bên cạnh Đức Phật A-di-đà. Ngài đã giác ngộ Biết rõ chân lý của vũ trụ Chứng được phép Nhị căn viên thông Nghe thông suốt hết thảy âm thanh của vũ trụ Như người đã thức dậy rồi Trong ngôi nhà vũ trụ kia Nghe biết hết thảy chân tướng các sự vật Đồng tình trong ngoài Quan âm hiện linh cứu nạn Một ngày khoảng 8 giờ tối Năm 1997 tôi vừa tan sợ xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có bốn thanh niên xoay bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quắc cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi còn tùy tiện gác một tay trên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ bất an, trong lòng hơi ấn nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi hãy bỏ tay xuống. Kết quả chẳng những anh ta không nghe mà còn phản ứng sồn sả táo bạo hơn bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả sức lớn. Chắc chắn đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu, kêu to thật to. Anh bán vé ơi! Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy, liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua năm vé. Còn chỉ chỉ vào tôi, trân tráo bảo em gái này thuộc nhóm bọn tôi người của nhau cả đấy nghe vậy tôi thật có miệng mà nói khó khăn nhưng vẫn ráng giải thích tôi không quen họ anh đừng lấy tiền họ vé của tôi hãy để tôi mua nói xong tôi đưa mắt nhìn anh bán vé ngầm cầu giúp đỡ nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này khẽ liếc tôi một cái rồi lùi về chỗ mình ngay anh ta cứ giả lơ làm như không nghe thấy gì còn lại mình tôi với đám lưu manh không ai bảo vệ trong lúc cực kỳ nguy cấp đó tôi chỉ còn biết cầu bồ tát cứu mình mà thôi tôi rất tin bồ tát quan âm hữu cầu tất ứng trong lúc nguy nan sẽ che chở gia hộ bất tư nghi giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở Cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm Dần dần nội tâm tôi trở nên bình tĩnh Không còn căng thẳng Mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa Vì ngay lúc đó Tâm và Phật hiệu đã hợp nhất Khoảng chừng 15 phút sau Trong lúc tôi đang chuyên tâm Nhất ý niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ bao vây áp đảo tôi bọn thét lên thật to tài xế mau dừng lại chuyện gì vậy phiền phức quá đi hiện xe đang chạy lên đường cao tốc không thể dừng tài xế bực mình đáp quả thật chúng tôi không nhịn được không nhịn được rồi mau dừng xe lại dừng lại ngay đi gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết. Đồng hoảng loạn la to. Mắt tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe, chúng tôi muốn xuống xe. Tài xế vừa dừng thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chữa động một câu, đồ thần kinh, rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe, bầu không khí đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì, chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong kinh Phổ Môn nói, chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, quan âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian. Lúc ách nạn, tôi được thọ ân như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai che chở, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trị không thể nghĩ lường của Ngài. Thiền sư Việt Nam tái sinh thành vua Trung Hoa Thiền sư Huyền Trân là một vị cao tăng đạo hạnh dưới thời triều hậu Lê, quê ở Trấn Sơn Nam Hạ. Sau ngày làm trụ trì chùa Quang Minh, nay ở xã Hậu Bổng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ngôi chùa này có ngàn cây xanh biếc, bốn mặt nước trong, xa xa phía trước có đường cái chạy qua và có dòng sông bao bọc, thật xứng đáng là một thắng cảnh của thiền lâm thiền sư huyền chân cả đời tu hành tinh tấn có lòng tự bi thương xót muôn dân sâu nặng nên ngài không quản ngại lao khổ làm hết việc phật sự này đến việc thiện nguyện khác nỗ lực hoàng dương phật pháp cứu độ muôn sinh khi đã về già một hôm thiền sư huyền chân nằm mơ thấy phật a di đà để nói cho biết rằng ngươi dạy công với phật sự đã lâu lòng từ bi của ngươi đã được Phật tổ thấu hiểu. Vì thế, đến kiếp sau, ngươi sẽ được làm đại đế ở phương Bắc. Tỉnh dậy, thiền sư huyền chân liền kể lại giấc mơ với các đệ tử của mình và dặn Sau này, lúc ta viên tịch, các con hãy lấy son viết lên vai ta mấy chữ sau. An Nam Quốc, Quang Minh Tự, Sa Việt Tỳ Khưu Sâu. Sau đó, mới đem nhục thân của ta đi hỏa thiêu. Các đệ tử đều lắng nghe, ghi nhớ và về sau làm theo đúng ý của thiền sư Huyền Trân. Mấy chục năm sau, vào thời vua Lê Kính Tông và Chúa Trịnh Tùng năm 1570 đến năm 1623, triều đình ta có cử một đoàn sứ bộ sang Trung Quốc. Chánh sứ của đoàn sứ bộ này là Nguyễn Tự Cường là Nguyễn Tự Cường, 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 là Nguyễn. Con người sau khi chết, nghiệp không bao giờ mất, trừ phi những người hiện đời đã dứt sạch ý nghiệp. Nói rõ ra là những người đã đạt đạo thì mới thấy được nghiệp tánh bổn lai không. Tuy nhiên, nghiệp nhân đã gây tất nhiên phải có nghiệp quả, dù người đó đã ngộ đạo. Người mẹ mất rồi vẫn phải trả nghiệp. Mùa đông năm 2009, cư sĩ Lan, tên thật đã được đổi, gọi điện cho tôi hỏi thăm chuyện in ấn sách kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói là nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ chu khoảng 40 tuổi, theo lời cô nói, cô mới theo học Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô. Vì cô muốn tạo công đức cho người mẹ vừa qua đời của mình, mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ. Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra xuất hi hữu kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại, có thể giáo hóa cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ chu nữ sĩ là bà Vân, bà bị bệnh nặng và qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thật khiến cho người ta phải đau lòng. Chính là do cô nga, em dâu chu nữ sĩ cũng là con dâu bà Vân. Lần đó trong lúc gây cãi, cô nga đã khiến bà gia tức mà chết. Em dâu chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng thường cùng mẹ chồng gây cãi như cơm bữa. Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại, cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc. Sau khi mẹ chồng cô qua đời rồi, cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, Chú nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, tính từ lúc bà Vân qua đời, Chú nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân nên cứ nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ, rồi hồi tưởng đến lòng thương yêu của mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình. Chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt, nhưng hình dạng bầu thân có làm cô sợ hãi. Mẹ Chu nữ sĩ mặc áo đi đường, phía trên thân bị đeo gông xiềng, lộ vẻ hết sức thống khổ chu nữ sĩ làm gan và hỏi mẹ phải mẹ đó không mẫu thân cô kêu lên lan ơi hôm nay là đêm vong linh được phép về nên mẹ đến thăm con mẹ chết rồi khi lên vòng hương đài nhìn về quê nhà ở dân gian thấy con rất buồn hàng ngày rơi lệ mẹ đau lòng lắm hôm nay được ngục quan phê chuẩn cho phép tướng quân ngưu đầu mã diện dẫn mẹ về đây thăm con chú nữ sĩ vội hỏi mẹ nói vòng hương đài và tướng quân ngu mã là gì con nghe không hiểu bà phân đáp vòng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian tướng quân ngu mã là ngục tốt ở âm cung cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chút nữa sẽ dẫn mẹ về địa ngục mà thọ tội. Mẹ ơi, vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội? Ôi Lan ơi, chết rồi, mẹ mới biết mình tội quá lớn. Con biết mẹ vì sao mà phải chết hay không? Là tại cái đồ con dâu bất hiếu, nó chọc mẹ tước đến chết đó mà. Nhưng thật ra, đây cũng chính là báo ứng của mẹ. Vì hồi còn trẻ, mẹ cũng bất hiếu, ác độc với bà nội của con ông nội con sớm qua đời, bà nội con phải sống cùng với cha con và mẹ. Hay bà nội con có chút gì trái ý, khiến mẹ không vừa lòng, là mẹ liền trách mắng. Đến nỗi sau này, bà nội con hãy vừa thấy mẹ đều run sợ như chuột gặp mèo. Mẹ thấy vậy rất đắc ý, cảm giác trong nhà này mình là chủ rất oai phong, nói gì ai cũng phải nghe. Có một việc con không biết, nguyên nhân bà nội con bị bệnh chính là do mẹ gây ra nào ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và qua đời luôn bà bị mẹ làm cho tức đến chết phần mẹ lúc sắp lìa đời khi mẹ nhìn thấy ngu đầu mã diện đến đóng gông cho mẹ mẹ đã kêu to rên rỉ nhưng các con cứ nặng nặc mẹ bị ảo giác kết quả mẹ bị họ bắt hồn đem đi xuống địa ngục mới hay tội lỗi mình nặng nề. Có ngờ đâu, chàng hiếu kính với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ bạn đời đều bị hành tội khổ như vậy. Mẹ ơi, mẹ nói bà nội bị mẹ làm sầu não mà nhập viện, sau đó qua đời. Lúc này thình lình chồng nữ chu sĩ xuất hiện. Ông từ trong phòng bước ra và hỏi, em đang trò chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh, mẹ đang về nè. Ở đâu? sao anh không thấy? Tại em gần đây buồn nhớ mẹ dữ quá nên sinh ra ảo giác mà thôi. Không phải đâu, hôm nay là đêm Phong Linh được về, là ngày mẹ được đến thăm mình. Em đang trò chuyện cùng mẹ, anh không thấy mẹ đứng đây sao? Chẳng thấy gì ráo. Mẹ ơi, vì sao chồng con không thể nhìn thấy mẹ? Lan à, đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ, phụ thân con thật ra đã làm khổ con vì gả con cho người chồng như thế chồng con là kẻ bất thiện lúc này ông chồng đã kéo chu nữ sĩ vào phòng cô không chịu đi đột nhiên chồng cô hét to một tiếng ôi mẹ ơi lộ vẻ kinh hãi như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình lan ngơ ngác và hỏi mẹ ơi mẹ sao rồi chợt nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa. Cảm tạ các tướng quân ngưu mã, xin hãy cho phép tôi nói với con gái xong chuyện. Rồi bà bảo chu nữ sĩ, chồng con bị hai tướng quân ngưu mã dọa chạy rồi. Hiện giờ y đang hải hùng, nằm trùm mền sung lập cặp kia. Bảo đảm không còn dám chạy xa quấy nhiễu cuộc đàm thoại của hai mẹ con ta nữa. Mẹ ơi, chẳng phải là mẹ bị họ dùng xiềng xích trói hay sao? Thế vì sao họ lại giúp mẹ và con chứ? Vì đây là trách nhiệm của họ. Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra để sau này con thông báo cho người đời biết, khiến thế nhân hiểu rõ tội bất hiếu lớn như thế nào. Mẹ hy vọng thông qua chuyện này, những người con bất hiếu đang sống tại thế gian sẽ biết hối sửa đổi, nếu không, tương lai của họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục đây. Tương lai mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa. Mẹ nói sao, chảo dầu ư? Con có nghe nhắc đến, nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao? Con à, chẳng phải truyền thuyết đâu con. Những người làm ác, họ không hề tin nhân quả. Cho nên họ cứ một bề đã kích địa ngục, bác bỏ nhân quả báo ứng. Nhưng không phải làm như vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt đây chẳng qua là họ tự dối gạt bản thân để mà trấn an mình thôi từ hôm nay trở đi con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi vì ba các con cũng không còn sống bao lâu nữa mẹ vì sao ba không còn sống được bao lâu con ơi tội của ba con cũng không nhẹ đâu hồi đó khi ta chửi mắng mẹ chồng ông không những không quở trách hay ngăn cản ta. Ngược lại, còn để mặt ta cư xử hồ đồ, tùy tiện. Lẽ ra, ông phải là người tốt khuyên giải hai bên. Ông cũng là đại bất hiếu. Vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ, thì ông nên trị cho ta một trận. Thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn. Như vậy, thì sau đó, ắt ta sẽ biết sợ, mà không dám hiếp đáp hung dữ. Quỷ thần cũng sẽ kính phục ông đều là do ông dung túng ta cả ngục quang ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy đối với những người con bất hiếu hình phạt trị tội rất nặng ba con mấy năm trước bị trúng gió bán thân bất toại cũng là bị trừng phạt đó hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa đáng sợ quá nhưng như vậy thì không đúng rồi. Vì mẹ hồi còn sống ở Dương Giang, ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng xa, thì cũng có làm nhiều việc tốt mà. Thí dụ như năm ngoái, Vấn Châu bị động đất. Chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng hay sao? Như thế, đâu có thể tính mẹ là người ác. Vì sao phải chịu hình phạt? Con à, con không biết rồi. Có nhiều người làm phúc thiện, thấy dường như là có công đức nhưng phút kia không chống đỡ được tội đại bất hiếu con nghĩ mà xem kẻ bất hiếu đối với cha mẹ có thể là người chân thiện được sao còn nữa năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng vì đối với các nạn dân bị động đất mẹ không hề có lòng đại từ ái mẹ góp tiền là vì không muốn chị em bạn bè nói mẹ keo kiệt nào có về đâu lòng mẹ nghĩ chi ở địa ngục đều hiểu thấu ráo và có ghi rõ hết. Ngục quan nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít, phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối, cho nên khó chống đỡ, khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi, không phải làm sao cho mẹ giảm nhẹ tội đây. Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha. Nghe nói siêu độ có thể giúp thân quyến đã tự phong được lên thiên đường. Con à, nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên cõi trời, thì người ác đâu còn bị trói buộc gì. Chết rồi thì con cháu có thể xuất tiện ra làm siêu độ, cầu cho họ lên thiên đường là xong. Như vậy thì trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao? Con ơi, không dễ dàng như thế đâu. Con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm, mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để giảm bớt tội nghiệp thân nhân quá cố mà thôi con vì mẹ làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt mẹ không ngăn cản nhưng tốt nhất con phải thường đi chùa lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống kinh quý sách thiện còn nữa con nên phóng sinh cho nhiều như thế thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều còn nữa phán quan nói con cùng phật giáo có duyên trải qua những việc trong hôm nay rồi từ đây về sau con nên lui tới chùa thường tương lai nếu con tu chí thành thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ công đức con tu viên mãn thì mẹ được sáng lây đến lúc đó mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc lan ơi giờ đã đến lúc đi rồi tướng quân ngưu mã đang hối thúc mẹ kìa mẹ phải đi đây mẹ ơi sao con không nhìn thấy các tướng quân ngưu mã ôi ngốc ơi ngàn vạn lần con không nên thấy họ vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác những kẻ xấu làm ác chết rồi tự nhiên sẽ thấy được họ ngay thôi được rồi mẹ ơi con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn mẹ an tâm mà đi nhé chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô Hy vọng sau đó sẽ đem câu chuyện này ra công bố để cảnh giác, săn nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng tôi từ trải qua kinh nghiệm đêm đó tới giờ. Vừa nghe tin, cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng cho mậu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Con người có hai phần, thể xác và tinh thần. Do đó, chúng ta phải biết quay lại chính mình và sống với tâm Phật sáng suốt, thì mọi bệnh khổ sẽ được tiêu trừ. Sự diễn biến từ nhân đến quả cũng không nhất định, có thể báo ứng liền trong hiện tại, hoặc có thể xảy ra sau một thời gian. Khi làm ác, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng luật nhân quả sẽ không chừa bất cứ một ai khi nhân duyên chính mùi. Cả nhà gặp thảm cảnh vì sát sanh đồng vật tàn nhẫn. Triệu Tiên Sinh là Hoa Kiều ở Thái Lan, là thương nhân thu mua thổ sản. Do nguồn vốn ít nên chỉ có thể mua liền bán ngay. Vì vậy lợi nhuận không nhiều. Gần đây có người giới thiệu ông thu mua sắn mối lợi nhuận rất cao. Nhưng Triệu Tiên Sinh chỉ làm có 3 tháng thì không chịu làm nữa bạn bè đều tiếc thay cho ông gặp công việc kinh doanh có lời cao mà không chịu tiếp tục lại can tâm đi làm việc kiếm lời ít ỏi như thu mua hành tái thế nhưng triệu tiên sinh vẫn không hề cảm thấy tiếc ác hẳn ông có nguyên nhân gì đó vì sao thu mua rắn bối lợi nhuận rất cao thế thì phải bàn từ món sự tắc kè đại bổ trong bản thảo của danh y lý thời trân ngày xưa có viết tắc kè bộ phế ít khí bộ thận ít tinh huyết định suyễn ngưng ho đông y trị đàm suyễn đều dùng tắc kè làm thuốc chính nhân đó mặt hàng dễ bán trên thị trường là rượu tắc kè đại bổ tắc kè được mua về bào chế với thuốc và ngâm rượu nhu cầu ngày càng tăng tắc kè bị bắt quá mức hầu như sắp tuyệt chủng. Thế là hiệu thuốc bèn dùng rắn mối thay thế cho tắc kè. Bây giờ ở Trung Quốc, rắn mối bị bắt cũng gần như tuyệt chủng. Cho nên nhà thuốc bèn chuyển qua hướng thu mua rắn mối ở Thái Lan. Nông dân miền Đông Bắc Thái Lan, những lúc rảnh vụ mùa thì xúm nhau đi bắt rắn mối để gia tăng thu nhập. Có người thậm chí bỏ luôn nghề nông chuyển sang nghề bắt rắn mối làm giàu. Trong đó có nhà tố danh điển hình. Gia đình tố danh gồm hai vợ chồng và một đứa con. Ngày xưa rất nghèo, phải đi thuê ruộng mà làm. Nhưng kể từ khi chuyển qua nghề bắt rắn mối, thì trong vòng ba năm ngắn ngủi họ đã có hơn mười mấy mẫu đất, còn mua được một xe vận tải nhỏ. Có lợi nhuận nồng hậu như vậy, dân làng thấy đều ham. Thế là phong trào bắt rắn mối dân cao như thủy triều. Nhưng mà nông dân mỗi ngày có bắt nhiều lắm cũng chỉ được hơn 10 con rắn mối. Trong khi tố danh giàu có thấy rõ, y còn có tiền gửi ngân hàng. Bởi vì ngoài việc tự bắt rắn mối ra, tố danh còn thu mua rắn mối sống của chân làng bắt được, đem về sấy khô, sau đó mới bán đi. Số rắn mối chết trong tay gia đình tố danh ước tính có tới mấy trăm. Có hai nguyên nhân thúc đẩy triệu tiên sinh bỏ nghề thu mua rắn mối. Nguyên nhân thứ nhất, hôm đó triệu tiên sinh tình cờ đi ngang qua nhà Tố Danh, chứng kiến cạnh Tố Danh làm sắn mối khô. sắn mối sống được y bắt và thu mua đem về, sau đó dùng dao bộ bụng môi nội tạng nó. Nhưng lúc này rắn mối vẫn chưa chết. Tố Danh mới dùng que tre vót nhọn đâm xuyên qua miệng nó, thẳng tới đuôi khiến nó không ngừng đau đớn dạy dùa. Nó chết mà đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào người giết nó. Sau đó, Tô Dành mới đem sáng mối đi phơi nắng. Khi Triệu tiên sinh chứng kiến trực tiếp cảnh tàn nhẫn này, ông không khỏi sùng mình, bèn quay đầu đi thẳng, không dám ngó lại nữa. Nguyên nhân thứ hai, vào tháng 3 năm nọ, nước Thái Lan hàng năm có lễ tác nước. Toàn quốc đều được vui chơi, hôm đó triệu tiên sinh từ trang mai chi an mai về bangkok khi qua con đường đèo vùng núi ông chứng kiến cảnh một tai nạn bi thảm chiếc xe vận tải nhỏ bị lật nhau xuống vực sâu ven lộ hiện trường có ba người chết đó là gia đình tố danh gồm hai vợ chồng và đứa con trai hôm đó mặc dù là lễ tắt nước nhưng tố danh vẫn không nghĩ làm tiếp tục lái xe đi thu mua rắn mối. Kết quả cả nhà bị tai nạn ngay trên đường đèo. Xe hàng hóa lật nhào xuống vực sâu. Vợ con tố danh bay ra khỏi xe, chết không toàn thay. Lúc chết, mắt vẫn còn dương to, trợn trừng, giống như đôi mắt con rắn mối lúc chết vậy. Càng kinh khủng đến không dám nhìn, đó là bản thân tố danh. Y tự trong xe bay ra, nhanh như đạn bắn. Không nghiêng không lệch, lại nhẹ rơi xuống đúng ngay cọc cây trúc nhọn mà công nhân sửa đường vừa chặt phía vực sâu ven đường. Tô danh bị cây xuyên thẳng qua miệng tới hậu môn. Thảm trạng giống y chang cảnh ngô tiên sinh từng chứng kiến y sát hại rắn mối. Do được tận cảnh chứng kiến thảm cảnh cả nhà tố danh chết quá thê thảm, quá kinh khiếp, ông sợ đến nỗi gai ốc cả người. Chỉ biết buộc miệng nói, báo ứng đúng là báo ứng. Từ đó, ông mới bỏ hẳn nghề liên quan đến mua bán động vật. Cẩn thận khi treo nhân Năm ngoái, cung tiên sinh cùng vợ đồng đến bá kiến hòa thượng Diệu Pháp. Vừa gặp, đã thấy má bên phải của ông bị bỏng đỏ. Tiên sinh khoảng hơn 40 tuổi, mày rậm, mắt to, môi dày, Tính cách của ông khiến người đối diện có cảm giác ông rất chân chất, trung thực. Thế nhưng tinh thần ông ngó bộ không được tốt lắm. Vợ ông kể một buổi tối, cách đây nửa năm, ông đang trên đường về nhà thì bị một người tạt axit vào mặt. Lúc đó đèn đường tối ôm nên không nhìn rõ mặt hung thủ. Bởi vì chồng bà là nhân viên chấp pháp, biện sự nghiêm túc có khả năng ông đã đắc tội với ai đó nên bị báo thù. Chính phủ thành phố rất xem trọng vụ án này, nhưng đến nay vẫn chưa điều tra ra hung thủ. Chồng bà trong lòng rất phiền bực, u uất nên luôn có ý muốn trả thù. Đêm ngủ không yên, dù có chợp mắt cũng chỉ nghĩ được một chút. Bà sợ tinh thần của chồng có vấn đề nên đến thỉnh hòa thượng hòa thượng bảo cung tiên sinh việc này có liên quan đến chuyện sát sinh ăn thịt của ông công tác chấp pháp chỉ là một trong nhiều nguyên nhân chẳng nên ôm hận người thủ ác tinh thần của ông không có vấn đề gì mặt ông sau khi hồi phục sẽ không còn lưu lại sẹo còn nữa muốn được lành nhanh và từ nay về sau không còn gặp họa này nữa thì ông phải sớm dứt trừ ăn mặn và thường niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài mặt thấy ông đồng ý phân chịu, nhưng ngó bộ, tâm tư đang cố kiềm chế lắm. Sư phụ xin ông lưu lại họ tên và số điện thoại. Sau khi hai vị khách này về rồi, sư phụ bảo tôi, bởi vì vợ ông ở đó, có vài việc ta không tiện nói. Ông ấy vốn chẳng tin Phật, mà chuyện nhân quả đời trước, ông cũng không tin sáng mai con hãy gọi điện cho cung tiên sinh bảo nếu ông thường được người mời đi ăn tiệc dùng hải sản tươi sống thì không nên đi do làm việc ở pháp đình nên ông được người khẩn khoản đại đằng mời ăn uống luôn không biết như vậy là bản thân mình đang tạo nghiệp nếu ông cứ mãi ăn nhậu sát sinh thì sẽ góp phần tăng thêm quả báo bị bỏng rồi sư phụ kể cho tôi nghe Cùng tiên sinh đời trước là một phú ông có tâm từ bi, Thường xót người nghèo, nhờ thường hay bố thí nên đời này không vất vả về ăn mặc. Ông có phúc báu, tuy tốt bụng song làm thiện ác lẫn lộn. Bởi ông giàu nên tâm cũng sinh kiêu ngạo, tự cao tự phụ, vì vậy mà đối với tôi tớ không tôn trọng họ, thường hay sỉ nhục người. Ngày nọ, ông đang chăm chú đọc sách thì có một tớ gái cần hỏi gì đó nên bước vào gần đến phú ông rồi nó thình lình lên tiếng làm chủ nhân giật mình thế mà ông nổi cơn thịnh nộ hung hãn cầm ngay chén trà nóng trên bàn hắt vào mặt cô gái nữ tỳ không biết mình phạm lỗi gì đau đớn sợ run ôm mặt bật khóc chạy ra ngoài đây là nguyên nhân khiến đời này ông bị người dùng axit tạt vào mặt nhưng chẳng thể hủy dung nhan. Người gây ác này có thể là nữ tỳ đời trước đấy. Tôi nghe sư phụ khai thị, trong lòng thấy cảm khái. Trong kinh địa tạng giảng, chúng sinh ở thế giới này cử tâm động niệm, không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không là tội. Một chút hành động không đúng phép, dù trải qua trong ngàn kiếp, nghiệp tạo vẫn không mất. Nhân duyên hội ngộ là tự thọ quả báo. Mỗi một Phật tử chúng ta cần phải cẩn trọng ngôn hạnh, sửa mình liêm chính. Ngay lúc khởi tâm động niệm cũng phải thường dùng công để tránh khỏi bị ác báo. Nếu không, một khi quả tới, có hối hận thì đã muộn. Diễn tiến tiếp theo, tôi chẳng cần viết ra dài dòng chi nữa. Hòa thượng Diệu Pháp xưa nay chưa bao giờ nói sai việc gì. Chỉ biết rằng sau đó, cùng tiên sinh đã bước vào con đường học Phật, tu tinh tấn. Mỗi loại chúng sinh trong vũ trụ đều có cách sống không giống nhau. Con người có giàu sang và nghèo cùng. Cuộc sống của họ cũng khác nhau. Đó là nguyên do phúc báo và nghiệp báo. Người có phúc báo được hưởng thụ văn minh vật chất thời hiện đại người không có phước, giống như cuộc sống thời nguyên thủy. Cho dù có máy móc và các dụng cụ tối tân hiện đại, họ cũng không biết sử dụng. Chỉ có sám hối nghiệp chướng, tuân thủ giới luật Phật ban, nghiêm trị ngũ giới, hành thập thiện mới giúp chúng ta tăng thiện nghiệp, mới khiến đời sống phẩm hành ta tăng tiến, chiêu cảm mọi việc thuận lợi tâm sự của kẻ thứ ba hồi nhỏ gặp những kẻ chen vào làm người thứ ba những kẻ ưa trao tim cho người đã có gia đình tôi rất khinh thường xem rẻ ghét cay ghét đắng tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy tuyệt đối không bao giờ có chuyện tôi đi làm người thứ ba chen vào phá hoại hôn nhân của người khác ngờ đâu cũng có một ngày tôi rơi vào nẻo tệ này và nếm khổ không thể nói hơn nữa còn chìm xuống tận đáy vực có thể thoát ra mà đã gieo nhân tà dâm thì số phận luôn không may mắn hệt như con ma đưa lối quỷ dẫn đường tôi cứ nhè những ông có vợ mà bập vào hình như chính tố chất tà dâm trong tôi đã khiến tôi gặp xui xẻo mọi nẻo đường bởi những chỗ bằng phẳng tôi không bước, mà cứ sấn vào nẻo gai trong, để rồi bị chăm chích, tả tơi, thương tích thống khổ đầy mình. Việc tôi chuyên yêu người đã kết hôn, đây có thể là quả báo của hành vi cười chê, khinh rẻ người hồi nhỏ, và cũng do ác nhân tà dâm của tôi chiêu cảm nên, khiến tôi rơi vào tình duyên bất chính. Trước khi theo gia đình xuất ngoại, tôi quen một người tên toàn là thầy khí công bên khí công gọi ông là đại sư lúc đó tôi không hiểu nhiều về phật pháp do tình cờ đọc một cuốn sách khí công và phật giáo cũng có vài nét na ná nhau nên tôi ngộ nhận cho rằng các thầy khí công cũng là hạng tài ba giống như các nhân vật kiệt xuất trong phật giáo thêm phần toàn sức khéo che giấu khuyết điểm và luôn bao bọc mình bằng lớp vỏ huyền thuật ông cũng hiển lộ vài tà thuật giống như thần thông hay yêu thông quỷ thông chi đó khiến tôi càng ngưỡng mộ sùng bái ông do đối với phật giáo không hiểu gì mà vào buổi tà sư thuyết pháp nhiều như các sông hằng này thì những kẻ ngu ngơ như tôi rất dễ bị quyến dụ lầm lạc do vậy mà tôi xem toàn như một nam nhân hoàn mỹ nhất trên đời. Đối với ông hoàn toàn tin tưởng không chút hoài nghi, còn cho rằng mình đã tìm được ra bậc thầy thông thái để quy y. Đến khi tôi xuất ngoại, dù đang còn đi học, tôi vẫn thường liên lạc với toàn qua email. Trong thời gian này, toàn bắt đầu than rằng hôn nhân của ông không hạnh phúc, có nhiều khổ tâm khó nói, hiện đang rất muốn ly hôn. Tôi nghe Toàn than kể, mỗi lòng xót thương an ủi. Còn khuyên Toàn hãy cố gắng bảo vệ hôn nhân của mình, đừng để tan vỡ. Thư tự qua lại lâu dần, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với Toàn, rồi dần già bị tà niệm dẫn dắt, si khờ rơi vào bẫy rập của Toàn mà không hay. Toàn rất muốn xuất ngoại, nhưng không có cách, nên nảy ý muốn kết hôn với tôi mong có thể nhờ đây mà xuất quốc khi đó tôi thật thà hoàn toàn tin vào những lời đường mật của toàn không hề đề phòng có thể nói rằng trên thế giới này tôi không tin ai bằng toàn nếu như tình cờ tôi có khởi ý niệm toàn đang muốn lợi dụng mình thì tôi dập tắt ngay vì tôi luôn cho rằng toàn không giống bao kẻ tầm thường khác chàng rất tội nghiệp và đang có nỗi khổ tâm riêng Thế là dần dần tôi thành người thứ ba khi đã chen vào phá hôn nhân người. Tôi còn mê muội cho rằng những gì mình nghĩ mình làm là hoàn toàn hợp lý, đáng được thông cảm, không hề mang nét phàm trần giống như bao kẻ khác. Thực tế thì, dù tôi có viện dẫn lý do gì để giữ lý đúng, đều phải cho mình thì tất cả chỉ là hành phi, ngụy tạo vỏ bọc, hồng che giấu tà dâm ích kỷ ẩn tìm bên trong mà thôi. Bởi trong tình yêu, kẻ thứ ba không có bất kỳ lý do nào đúng đắn, đáng được thông cảm hay tha thứ cả. Vì vừa bước vào con đường phá gia ca người, thì đã sai thậm tệ rồi. Nhưng lúc đó tôi đâu có đủ trí khôn sáng suốt để tỉnh giác như khi viết những dòng này. Thở đó tôi hoàn toàn biến thành kẻ lùi tình, si mê toàn, dù ở rất xa nhau. Tôi vẫn ngây thơ trao hết con tim cho chàng. Tin rằng sau này, Toàn sẽ là chồng tôi. Do tâm trụ hết vào tình yêu cuộn dại, nên tôi đâu có tinh thần mà học tập. Vào lớp, tôi không nỗ lực cố gắng, mà hàng ngày Toàn vọng ngóng đến phút giây Toàn lên nét liên hệ với mình. Trong chàng gọi điện tới, quên bén rằng Toàn là người đã có gia đình hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của vợ chàng. Thậm chí tôi còn suối toàn nên tránh xa tầm mắt của vợ để trò chuyện thật nhiều với tôi. Tôi cho rằng mình hiện rất được toàn sủng ái và tha hồ dệt mộng về tổ ấm hạnh phúc cùng toàn trong tương lai. Do toàn đã tìm được hướng xuất ngoại khác, nên không bao lâu chàng đối với tôi rất nhạt nhẽo, không còn quan tâm như xưa khiến tôi rất suy sụp mỗi ngày về nhà tôi đều khóc lúc nào cũng sầu muộn không hiểu tại sao toàn thay đổi lạ như thế cuối cùng tôi quyết định về nước gặp toàn khi tôi lên đường trời nổi sấm sét chớp giăng mưa trút ào ào tới phi trường có rất nhiều phi cơ đã hủy chuyến bay hoặc hoãn lại nhưng những người ở sân bay không ai có hình dạng thảm hại giống như tôi bởi vì tôi là kẻ có tà tâm bây giờ hồi tưởng lại tôi cảm giác như lúc đó cảnh vật cũng cảnh báo tôi không nên làm việc có lỗi nhưng lúc đó tôi hoàn toàn chẳng có chút tỉnh giác nào lòng nhất quyết phải về nước gặp mặt toàn cho bằng được gặp nhau rồi toàn hứa hẹn sẽ sớm ly hôn vợ để cùng qua sống với tôi tôi lại ngây thơ tin vào những lời bịp lừa của chàng và trao hết con tim lẫn thể xác cho tình lang. Bởi vì tôi quá suy si dạy, dù phát hiện toàn đối với mình không tốt, nhưng do đã bị niệm mê tình làm cho mù quáng, thêm phần bị ảnh hưởng tà thuật của toàn, tôi mất hẳn sự phán đoán khách quan. Về lại trường rồi, hàng ngày tôi vẫn dệt lắm mộng mơ, luôn vọng ngóng, mong toàn sớm ly dị để kết hôn với mình. Tôi thường hối thúc toàn và sao nhãn việc học. Trong giai đoạn này, do tôi tà dâm, tà tư, tà niệm quá nhiều, nên thường gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình rơi vào một vực sâu không đáy. Có lúc còn mộng thấy mình ăn phân, ăn mọi tạp chất đại tiện dơ ế. Có lúc thấy mình đứng trước một sơn động sâu hun hút, không ánh sáng, cùng rất nhiều người đang xếp hàng đồng đi vào đó. Có lúc thấy mình và đoàn người đi đến một sơn động. Ngay khi đó thì một tên độc không rõ từ đâu bắn ra như mưa. Những cơn ác mộng này ngày ngày xuất hiện tiếp nối chất chồng. Có vẻ để cảnh tỉnh tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết. Sau này, đến khi tôi quy y tam bảo, học Phật rồi, lúc xem kinh địa tạng, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra các điểm mộng mình từng mơ thấy chính là những cảnh giới địa ngục mà trong kinh đã mô tả. Ăn chất đại tiện chẳng phải là địa ngục phân giải hay sao? Còn hát sơn động trong kinh tả. Phía đông có một tòa núi thiết vi, quanh năm không ánh sáng. Chính vì tôi đã đến nơi này. Nhưng thuở chưa biết Phật Pháp, tôi còn quá si khờ nên không tỉnh giác. Cứ tiếp tục vô đạo, thất đức một ngày nọ tôi mộng thấy mình đang leo từng nấc thang tiến lên tới đỉnh cao rồi trong lòng đang cực kỳ hưng phấn thì bỗng một con chim to bất thần chụp bắt và ném tôi té xuống đất tỉnh dậy tôi thấy rất bất an bắt đầu lo âu về tiền đồ của mình kết quả không bao lâu vị giáo sư chủ nhiệm bảo tôi không đủ tư cách để lấy bằng tiến sĩ chỉ có thể học thạc sĩ thôi tôi vô phương biện bác đành chấp nhận quyết định này tiến sĩ rõ ràng bị thủ tiêu nhưng ngay cả việc tốt nghiệp thạc sĩ cũng quá khó trong thời gian này tôi vẫn không biết thức tỉnh tiếp tục liên lạc toàn không may bị vợ ông phát hiện bà làm ầm náo lông trời lỡ đất bà không ngừng gọi điện gửi thư và quậy tưng bừng tới nỗi tôi hết còn có thể học an sống ổn Toàn cũng bật liên lạc cùng tôi. Lúc đó tôi thống khổ vạn phần vì những lời có cánh xiết bao mật ngọt của Toàn. Cuối cùng cũng đã hóa thành phủ phàng. Gia đình cũng trách mắng tôi thậm tệ, khiến tôi càng thương tâm thống khổ. Dù được gia đình giáo huấn nhiều, tôi cũng không tỉnh giác. Ngược lại, còn luôn oán trời trách người, chẳng hiểu vì sao mình mất bằng tiến sĩ, mất luôn người yêu biến mình thành kẻ trắng tay không có gì hằng ngày tôi khóc lóc không ngừng tâm thần ngơ ngẩn luôn ngóng trong toàn liên lạc mới nửa năm thôi mà tôi đã già đi rất nhiều từ một thiếu nữ yêu đời hưng phấn tôi biến thành kẻ ai oán chán chường sầu rĩ cũng do tôi từng quan hệ cùng toàn nên bị mắc bệnh phụ khoa hạ thể đau ngứa khôn cùng nhưng đi khám lại không tìm ra bệnh. Căn bệnh này hành hạ tôi một thời gian dài, lúc ngưng, lúc phát. Có uống nhiều thuốc cũng không hiệu nghiệm. Bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi. Những khổ đau này khó có thể thổ lộ với bất kỳ ai, dù là thân quyến, bạn bè, nên tôi đành cắn răng chịu. Bây giờ học Phật rồi, tôi mới hiểu đó là báo ứng của tà dâm, ác báo này không hề sai lệch nhưng báo ứng vẫn chưa kết thúc tốt nghiệp xong suốt thời gian dài tôi không quen được anh nào độc thân mà toàn là gặp và quan hệ với những người đã có gia đình bởi do nghiệp tạ dâm chiêu cảm tôi gặp anh a đã có vợ và phát sinh quan hệ và cũng trong một ngày chúng tôi đồng mơ thấy ác mộng anh kể anh mộng thấy đến một nơi bị người cắt thân thể mình ra thành mấy khúc tôi nghe vậy rất sợ bởi vì tôi mộng thấy bị một con hổ cắn xé tôi hỏi vợ a à, tuổi gì anh đáp tuổi cọp tôi lại càng thêm sợ cũng có khả năng ác mộng này đang cảnh tỉnh chúng tôi không nên tiếp tục phạm tà dâm nếu không tương lai sẽ lãnh thảm cảnh ở địa ngục nếu chẳng có luật nhân quả thì tại sao chúng tôi lại đồng mơ thấy ác cảnh nơi địa ngục trong suốt thời gian yêu đương bất chính tôi và a công tác luôn gặp bất lợi còn xảy ra chuyện lạ là không biết vì sao cấp trên của a hai tháng trước đã tự kết thúc hợp đồng lao động với anh khiến anh phải lao đao lo tìm việc mới công việc của tôi cũng vậy luôn bị dồn ép ngăn trở, bị kéo dài dây dưa hoặc khó thành. Cũng do vì tôi muốn kết hôn với A nên thường xảy ra cự cãi. Có lần tôi còn định dùng việc tự sát để uy hiếp, buộc anh phải sống với tôi, nhưng chẳng ít gì. Cuối cùng hai đứa vẫn chia tay. Từ đó cuộc sống của tôi thường là nước mắt chan cơm, khổ không kể xiết. Số cuộc tôi đã hiểu ra đa số những người thứ ba luôn nằm ở vị trí thấp hèn vậy mà hồi đầu tôi còn ảo tưởng cho rằng mình có hấp lực quyến rũ đến nỗi bọn đàn ông phải bỏ vợ để theo đuổi mình nhưng sự thật là trong mắt mấy người có vợ kia bạn hay tôi những kẻ đang ở vị trí thứ ba chỉ là những món ăn tạm vào lúc các ông muốn thay đổi khẩu vị mà thôi thông thường họ không thể vì bạn mà hy sinh gia đình mà nếu họ có bỏ gia đình để cưới bạn chăng nữa thì hạnh phúc cũng sẽ không bao giờ như ý viên mãn giống như bạn tưởng tượng đâu vì hạnh phúc khó có thể hiện hữu khi chúng được xây dựng trên nền tảng của ngoại tình tà dâm bất chính trên đau khổ của người khác bạn nghĩ xem những kẻ có phẩm hạnh tà dâm xấu ác tính toán cướp chồng xe duyên cùng người có nội tâm bội bạc muốn ruộng rẫy vợ con thì cả hai đồng có được diễm phúc toại hưởng quả lành chăng theo đúng luật nhân quả thì hay đã gieo hạt đắng thì không bao giờ nếm được trái ngọt hạnh phúc nếu có thì cũng sẽ tan mâu như bọt nước bởi vì thiên lý không bao giờ ủng hộ những cuộc ngoại tình bất chính vậy nên may mắn thường không bao giờ đến với kẻ tà dâm. Chỉ những người chung thủy đức hạnh mới có đủ phúc phận nếm trải hạnh phúc. Bây giờ tôi nghĩ, may mà anh A không ly hôn. Nếu không thì tội của tôi càng lớn và phiền não nghiệp chướng tôi gánh chịu sẽ là vô tận vô biên. Hồi mới quen nhau vì tôi mà anh A hay về nhà muộn khiến vợ anh buồn phiền nên giữa họ thường phát sinh gây cãi bất hòa. Bây giờ tôi chỉ biết âm thầm sám hối tội nghiệp của mình thôi. Bởi tôi sống mà gieo toàn hạt giống bất tịnh, vô hình làm ô nhiễm chánh khí trong trời đất, góp phần làm vẫn đục thanh khí, khiến thế giới càng thêm mất an tịnh. Sau khi học Phật rồi, tôi luôn tự trách mình và âm thầm sám hối hồi đó sau khi chia tay anh a xong thì tôi gặp anh b đang độc thân nên cho rằng cuối cùng mình cũng thoát số kẻ kiếp thứ ba nhưng khi b quyết định về nước tôi vô phương phan cầu anh ở lại với mình trong thời gian sống chung với tôi anh còn phản bội qua lại với cô gái khác và cư xử với tôi rất ngang ngược hông hách b luôn thấy tôi chướng mắt Xong tôi lại một bề nhẫn chịu. Nhưng cuối cùng thì B cũng bỏ về nước. Trước khi về, còn nói toạt ra là anh đã có vị hôn thê ở quê nhà, đang chờ mình về làm đám cưới. Tôi cảm thấy quá bi ai. Những tưởng lần yêu này là danh chánh ngôn thuận. Nào biết rằng mình vẫn là kẻ thứ ba. Tôi đau buồn rất lâu, sau đó lại quen anh C, cũng độc thân. Sau bao lần trò chuyện, tôi mời anh về nhà. Bị ảnh hưởng của rượu, chúng tôi cùng làm việc xấu. Thật đúng như câu cổ ngữ, bụng mau thì tắt vội. Tình cảm của chúng tôi nhanh chóng nguội lạnh, cuối cùng thì chia tay. Tôi ý thức được đây, có lẽ là do tôi chứa đầy tà tư, tà niệm, tà dâm, nên khiến xui mình gặp toàn những người gian dối, bịp lừa, không thật lòng yêu đa số họ chỉ là những kẻ muốn truy tìm và tận hưởng khoái cảm nhục thể khiến tôi hết lần này đến lần khác nhận lấy về biết bao tổn thương một phần cũng do tôi là kẻ đa tình lắm dục nên chiêu mời kẻ có khí chất tương đương tìm tới rồi tự chuốc lấy thống khổ không ngừng tà dâm chính là tự hủy hoại hạnh phúc của mình cũng là nguyên nhân khiến tài lộc quyền bị suy giảm rất lớn. Tà dâm làm vận may tiêu tan, xui xẻo thượng đến, tai họa ập đến liên miên. Đây là lý do vì sao Phật chế giới, không được tà dâm, tất cả nhằm để bảo vệ hạnh phúc cho chúng ta. Mặc dù lắm lúc kẻ tà dâm nhận thấy dường như họ không bị thọ báo, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy vận xui luôn bao trùm, làm gì cũng không thuận, thân thể thường sinh bệnh, nhất là những bệnh tình dục viêm nhiễm nặng. Tóm lại họ phải lãnh đủ nghiệp chướng trùng trùng. Nếu như có thêm ác nghiệp đời trước ập đến nữa, thì kẻ như vô phương chống đỡ. Giờ đây tôi thường phát tâm sám hối những tội tà dâm đã tạo trong quá khứ, cũng khẩn thiết khuyên những ai có hành tà dâm tương tự tôi hãy mau cải hối quay đầu phát nguyện chấm dứt triệt để ý, không tái phạm do phạm lỗi tà dâm từ nhỏ đến lớn tôi luôn gặp chướng ngại và thống khổ do tà dâm xem thường trinh khiết dễ dàng sống thử và yêu đương bất chính mà tôi thường mơ thấy cảnh địa ngục hồi tưởng lại quá khứ đau buồn tôi mới hóa khiên đại ngộ té ra tà dâm và yêu đương bất chính là tự hủy hoại, làm giảm phúc lộc quyền của mình trong hiện đời, chết rồi còn phải đọa địa ngục. Sau khi đến với Phật pháp rồi, tôi biết giữ giới, dứt trừ tà dâm, lưu tâm sửa lỗi, hướng thiện và hưởng được niềm bình an hạnh phúc. Vì vậy mà tôi thu hết can đảm, phát lộ sám hối, nói ra tất cả lỗi lầm của mình, mong chư vị độc giả lấy đây mà cảnh giác cũng xin khuyên các bằng hữu ngàn vạn lần không nên đi vào con đường tà dâm ô trọc vì đó là vực sâu dìm người vào thống khổ vô biên